Xin chào mọi người, nay Thế Giới Máy Vinmark xin giới thiệu mọi người sản phẩm đó là Cursic Oshima OS40NT 58cc đỏ đen 2 thì với dung tích xi nhanh 40cc, công suất 1.5W, tốc độ vòng quay 11.500 đến 12 vòng, nhiên liệu xăng pha nhớt 125, trọng lượng 4.2kg, kích thước 50 x 26 x 30cm. Đầu tiên lắp đặt, chúng ta lắp đặt phần nam của xích vào phần khớp. Mọi người chú ý cho cái rãnh vào hai cái đầu để xoáy ốc vào. Tiếp theo mọi người đắp xích. Đắp xích thì mọi người chú ý có phần xuôi ngược. Mọi người để ý cái phần mình nắp mà có cái chiều móc về đằng trước thì mọi người nắp theo chiều đó, tránh bị ngược xích. Mọi người chú ý kỹ phần này. Mọi người căn chỉnh cho hợp lý, không cần phải căng đét. Tiếp theo mọi người nắp phần ốp, ốp của xích. Thì mọi người cũng như thế, mọi người nắp theo các cái phần có sẵn. Mình xuyên qua hai phần ốc. Cho nó đúng các điểm G với nhau, xong rồi siết. Siết ốc thì mọi người chưa được siết chặt, mọi người cứ nắp gá tạm vào. Để mình căng chỉnh xích. Phần căng chỉnh xích thì có cái phần ở dưới cái nỗ để vặn. Mình lấy cái tu vít. Cái này mọi người cứ xoáy còn là cho nó vừa tay thôi chứ đừng có xoáy chặt quá. Đây là phần căng xích, mọi người vặn theo chiều kim đồng hồ, vặn vào, vặn theo chiều kim xoay thì là cho căng, vặn ngược ra thì để cho chùn, thì mình đang vặn vào cho xích nó căng. Khi mọi người cảm giác cái xích đấy nó căng rồi thì mọi người ngừng lại, sau đó siết lại hai con ốc bên trên. Đó, căng như mình căng này là vừa. Xong, mình đã hoàn thiện xong phần nắp đặt của máy. Máy nắp đặt cực kỳ đơn giản. Phần test thì mình bật công tắc, sau đó mình giật nổ. Giúp cho công việc liên quan đến gỗ trở nên dễ dàng thuận lợi hơn. Sử dụng cưa xích để cắt tỉa cành lá, thân cây, cưa gỗ, đốn cây làm vườn, khai thác gỗ, điêu khắc. Ngoài ra dòng cưa xích còn có thiết kế cầm tay nhỏ gọn, vỏ nhựa được làm bằng chất liệu cao cấp. Lưỡi cưa được gia công đặc biệt cho khả năng hoạt động mạnh mẽ, tạo độ rắn chắc, độ bền tuyệt đối cho sản phẩm. Ngoài ra đi kèm với cưa xích có bộ phụ kiện kèm theo gồm có bình pha, cần gạt ốp, nam xích, bình phụ, tùng, có vít, thanh chắn cưa, khóa mở buji.